Rồi, mến chào anh em đã xem kênh Nhân chăm sóc mai vàng ha. Chúc anh em có được ngày chủ nhật vui vẻ bên gia đình nha anh em. Thì hôm nay là ngày mùng 5 tháng 2 âm lịch rồi. Cũng đã đến lượt định kỳ mà mình tưới là N3M cho những cây mai của mình ha. Trên sân của mình á, những cây này thì cũng đã hoàn thành xong cây một ha, và nó cũng đã già, cũng đã đứng một thời gian rồi. Giờ mình tưới N3M định kỳ cho cây để cây có thể là phát ra những cơ đọt mới nghe nè. Thì nó cũng đã đứng, cũng đã lá, cũng đã đủ già rồi. Theo mình nghĩ thì nó cũng sửa soạn bắn cây hai đó. Tại thời điểm này á thì mình cũng không cần quá lạm dụng là kích thích sinh trưởng Atonit đâu nghe nè. Chỉ những cây nào quá yếu mà mình cần kích rễ lại thôi. Còn thời điểm này những cây như thế này thì mình sẽ tưới N3M ha. Nhưng mà những cây lá già cũng tưới, những cây lá mà nó bắt đầu nó đi đọt non như thế này vẫn sử dụng N3M được bình thường, miễn là đúng liều lượng anh em. Vì có những anh em á, là cũng có chụp hình gửi những cây lá non như thế này á, sử dụng được hay là không được nha anh em. Ngày hôm nay mình sẽ tưới trực tiếp thực tế để anh em xem đó. Cây này của mình thì mình mua cây bị yếu, người ta bán rẻ nghe nè, thì mình về mình để mình chăm lại. Cây này bộ đế rất là đẹp cho nên kệ bán rẻ thì mua. Bên này là những cây lá già ha, nó sửa soạn đi cây hai đó nè. Còn bây giờ vào cái cách pha thực tế N3M sử dụng như thế nào cho nó hợp lý ha, để anh em nào mà biết rồi thì thôi, còn mới tập chơi, mới tập cách chăm mai thì chưa biết, có thể nếu mà thấy hợp lý thì có thể áp dụng làm theo ha. Thì đây cũng là cái cách nhìn nhận và cách làm riêng của mình thôi nha anh em. Trước hết thì mình sẽ nói với những anh em mới tập chơi hiểu rằng là N3M này nè, thực sự không phải là dưỡng rễ, kích rễ gì hết nha anh em. Đó chính là loại phân bón lá NPK nha anh em, người ta ghi rõ ràng đây nè. Đó, trên thành phần của N3M là nó có chứa đạm, lân, kali hết, là 11, 3 và 2,5 ha, có cộng chung các trung vi lượng. Đó, chứ hoàn toàn không phải là kích thích sinh trưởng mà anh em cứ lôi này ra mà để kích rễ hoài. Có những anh em mới tập chơi thì cứ sử dụng cây mới trồng lấy thằng này để kích rễ thì nó không có đã đâu anh em. Nhưng mà mình cũng như từ đầu mình nói, đây là cái cách nhận định của mình thôi. Còn anh em thích nghe theo ai dùng cái này kích rễ thì tùy anh em ha. Loại N3M này á, chỉ thích hợp khi cây mình đã có bộ rễ ổn định ngon lành rồi á, cây thuộc dạng cây bình thường á, thì mình sử dụng định kỳ 1 tháng một lần thì nó mới hợp lý nha nè. Và đây cũng là lần thứ hai mà mình sử dụng N3M trong năm nay ha. Thì N3M cũng như các sản phẩm phân thuốc á, thì năm nay mình riêng đối với loại chăm cho mai thôi nha, thì năm nay mình có gửi cho tất cả những anh em nào cần ha. Ai khó mua hoặc mua không được á, thì cứ liên hệ với mình bằng số điện thoại trên màn hình. À, nhắc đến các sản phẩm phân thuốc thì vừa qua mình cũng có cung cấp cái loại phân dơi cho anh em nha. Nhưng mà cái loại phân này thì anh em biết rồi ha, nó có mùi tanh hôi cho nên người ta đợi người ta ghép xe, và do đó thì một số anh em bị trễ nè, bị trễ thì cũng có điện than phiền đó. Mình cũng đã liên tục ngày nào mình cũng đi đơn cho anh em nè. Đây là loại phân dơi miền Tây ha. Đó, người ta chờ đợi, người ta ghép xe thì người ta lấy về rồi có thể người ta đóng lại nữa nghe nè. Chứ mình đóng như vậy rồi người ta không hài lòng còn tanh hôi nữa thì người ta có thể người ta đóng lại nữa, cho nên nó có thể là trễ nải anh em một vài ngày, anh em thông cảm nha. Chứ mình đã lên đơn cho ai thì mình phải đóng thôi, chứ đóng rồi gửi đi thì nó chắc có lẽ là đến trễ nè. Luôn tiện là mình cũng nói thêm một tí về cái loại phân dơi mà mình đang cung cấp ra thị trường đến với những anh em trên kênh ha. Thì đây là loại phân dơi miền Tây mà ngay ở tỉnh An Giang mình là nuôi luôn anh em ha. Thì An Giang hình như là nuôi nuôi dơi dơi mũi á nhiều nhất hay gì á, chứ không phải là dạng là phân dơi mà dơi người ta lấy trong hang hay là dơi núi, dơi rừng này gì đâu ha. Mấy cái loại đó thì mình không biết, ở đây thì không có nè. Hoặc là có ra ngoài cửa hàng á, có cái loại phân đó mà hình như nó đã dập nát, hình như gần như là hoàn toàn rồi ha, gần như bột hết 80% rồi. Còn cái loại phân dơi mình cung cấp cho anh em là nó hạt nha, hạt còn nguyên, cái hạt phân nó còn nguyên. Nhưng mà thì anh em phải hiểu khi mà đóng và vận chuyển á, thì đương nhiên phân này nó khô
nó cũng phải đóng rồi cũng phải giọng lại, và khi vận chuyển đi á, qua nhiều công đoạn lắm, nó cũng phải có bể một phần ha, khoảng chừng từ 20 đến 30% là chuyện không thể tránh khỏi anh em đó. Thì anh em nào á, tin tưởng á, thì có thể là lấy, còn không thì thôi, nếu đừng không tin tưởng thì đừng có lấy anh em, chứ phần dơi của mình là bao nguyên chất 100% dơi miền Tây ha. Rồi, ít phút quảng cáo coi như là đã xong rồi ha. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào cái việc ngày hôm nay anh em. Lúc này nắng cũng đã kha khá rồi ha, 9 giờ rồi, nhưng mà mình tưới gốc thì cũng không đáng ngại lắm. Cái loại N3M này á, là anh em pha 1 gam pha 1 lít nước anh em ha. Trong này nó có cái muỗng đâu rồi ta, cái muỗng, ủa sao không thấy cái muỗng ta. Nhưng mà 1 gam pha 1 lít nước anh em, không có cái muỗng thì anh em lấy cái muỗng ăn ăn bún riêu á, hoặc là ăn cháo rồi đó, thì anh em pha khoảng nằm tầm 1 muỗng đó, thì nó cũng là khoảng chừng 20 gram. Mình không đem muỗng ra luôn, tại mình cũng hơi quen mắt rồi á. Thì pha cho xô 18 lít nước, anh em pha từ 15 đến 20 gram ha, là không bao giờ phạm phân phạm NPK này hết nha anh em. Phun hoặc tưới đều được, nhưng mà tưới gốc thì anh em pha tầm này, còn phun thì anh em pha chừng 15 gram thôi để cho nó an toàn hơn. Phun thì pha nhẹ hơn tưới gốc một tí nha anh em. Để mình cho thêm nước vào cho nó đầy xô bê đúng liều lượng rồi tưới ha. Loại này á, thường sử dụng định kỳ là 1 tháng mình sử dụng 1 lần, nhưng mà thực sự ra là 1 2 lần đầu mình sử dụng định kỳ 1 tháng 1 lần thôi, còn những lần tiếp theo sau này nữa thì mình còn căn cứ vào cái cây của mình phát triển như thế nào nữa để mình thay đổi cho nó hợp lý anh em, chứ không phải là cây nào cũng phát triển theo ý muốn mình được ha. Đó, có cây nó phát triển mạnh quá thì điều chỉnh cái lượng phân như thế nào, có cây phát triển chậm một chút thì điều chỉnh như thế nào, cây phát triển trung bình thì điều chỉnh như thế nào là khác anh em. Loại N3M này thì nó cũng dễ tan thôi nè, theo mình nghĩ là nó cũng đã tan rồi, nhưng mà để chắc chắn thì mình cũng đảo thêm vài lần nữa ha, thì đem đi tưới thôi, cũng chẳng có cái gì khó khăn cả. Thì khi anh em tưới á, mình tưới vừa đủ ẩm chất trồng anh em. Câu này là mình luôn luôn mình nhắc hoài, nhưng mà những anh em vào sau thì thường không nghe, thì buộc mình phải nhắc lại là vậy ha. Còn những anh em nào nghe riết rồi nhàm chán luôn á, nhưng mà mình không thể không nói anh em. Thì cái kênh của mình là chủ yếu gửi đến những anh em mới tập chơi á, còn những ai mà đã chơi rành rồi á thì chắc cũng chẳng cần xem đâu, vì có khi người ta còn giỏi hơn mình nữa. Cái loại N3M này á, thực sự nếu mà anh em nghiên cứu kỹ, đọc kỹ á, thì nó như một dạng là NPK ha, có đạm cao nhưng mà cái loại nhẹ ha, và có cộng chung các trung vi lượng, nghĩa là NPK cộng TE đó nè. Nhưng mà nó chắc nó mức độ nó nhẹ gấp khoảng chừng 3 lần so với 30-10-10. Những cây mà mình đã hoàn thành xong giai đoạn kích rễ, mặc dù cho nó bung cái lá non như thế này thì vẫn tưới được bình thường anh em. Mình tưới thực tế đây, để nhiều anh em mới tập chăm thì sợ nói tưới không được, có nhiều người nói tưới không được, thì mình vẫn tưới như vậy đó. Nhưng mà anh em vẫn có thể không tưới, nghe theo ai thì tùy. Mình thì cái đây là mình đã nói rồi, đây là cách làm riêng của mình thôi, thấy thích thấy hợp lý thì làm theo, không thì coi nghe chơi cho vui. Rồi nếu thấy không hợp lý ở chỗ nào thì cứ để lại bình luận rồi mình còn nghiên cứu thêm. Thôi mình tưới một dãy thôi nha anh em, còn mấy chục cây bên này thì để mình dừng clip xong mình tưới tiếp ha. Còn bây giờ thì mình xin được dừng clip ở đây nha anh em, để mình còn tưới nữa. Anh em xem clip á, nếu thấy mà rút ra được những gì đó hữu ích cho mình trong cái việc chăm sóc cây mai ở giai đoạn khoảng tháng 2 này á, thì vui lòng cho mình xin một like ha, để giúp cho clip được YouTube đề xuất nhiều hơn, đến được với nhiều anh em khán giả mới tập chơi hơn ha, để cũng có cái cách làm riêng cho mình. Và đặc biệt những anh em mà đang sử dụng phân thuốc mà mình gửi á, thì hôm Tết hôm nay mình gửi cũng khá là nhiều anh em á,
thì muốn biết cách mà sử dụng như thế nào cho nó hợp lý thì ráng giúp giùm mình cái việc này ha. Ấn vào đăng ký, rồi ấn vào quả chuông, rồi ấn vào chữ tất cả. Thì mỗi khi mình làm bất kỳ cái việc gì, mình đều up lên YouTube ha, trên từng loại thuốc, trên từng loại cây như thế nào cho nó hợp lý. Thì YouTube sẽ báo về máy cho anh em. Nếu anh em làm đúng 3 việc ha, là đăng ký, ấn vào quả chuông, rồi ấn vào chữ tất cả đó, trong vòng 1 giây là mình up clip mới lên, là YouTube đều báo về máy cho anh em. Anh em mình cùng làm cùng nhịp với nhau cho vui ha. Anh em mà làm 3 việc trên đó thì cũng chỉ mục đích là thay cái lời nhắc của mình để gửi đến anh em thôi, chứ thật sự mình không có một đồng bạc nào từ YouTube đâu anh em đó. Thôi chào tạm biệt anh em nha, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye.